Nếu lỡ yêu một vị tu sĩ Phải làm sao đi sư Nó như vậy nè à, Nếu như mà mình đương nhiên là mỗi một giai đoạn Quý vị hỏi một câu Có thể sư sẽ trả lời nó hơi khác Trong giai đoạn này sư sẽ trả lời như thế này Nếu như mình thương một người nào đó Ít nhất mình muốn tốt cho người ta, chứ không phải là mình muốn lôi người ta xuống. Thương người ta thì không có nghĩa là mình đi hại người ta. Có nghĩa là người ta đang tu. Mình không có lý do gì mình đi mình hại người ta để người ta bỏ đời tu. Đấy. Mà nếu như mình thương quá mà không biết làm sao. Thì bây giờ nó như vậy. Muốn có cái duyên vợ chồng với nhau ấy thì phải giống nhau về lòng hào sản giống nhau về giới hạnh giống nhau về niềm tin giống nhau về trí tuệ mình xem có bốn cái điểm này mình có tương đồng với vị đó hay không lòng hào sản mình coi cái lòng hào sản của mình mình đã vung bồi cái lòng hào sản hay chưa Ráng phun bồi lòng hào sản ừ. Cái thứ hai à, là giống nhau về giới hạnh tức là gì? Quý vị biết bà ở trong đạo mình nó có một số một số gọi là uyên ương, hay một có một số uyên ương ở trong đạo. Ví dụ như à, ngài Mahasapá, rồi à, Bồ Tát của chúng ta nó cũng có những cái cặp đôi uyên ương thì các cặp đôi uyên ương này đó có một đặc điểm đó là gì người phụ nữ vai trò của người phụ nữ là hỗ trợ cho người đàn ông đi đến đào hòa giải thoát chứ không cản trở người đó à, có một số một số người phụ nữ cản trở vì đó thì trong dòng luân hồi thì vì đó không còn gặp lại họ nữa nha bởi vì cô cản tôi thì đời sau tôi không có lý do gì để tiếp tục uh, sống chung với cô kiểu như vậy đấy. rồi um, có một đặc điểm như thế này, này. kiếp nào đó thì cứ hệ người nam á, là vua thì người nữ là hoàng hậu uh, người nam là uh, đại gia thì người nữ cũng là nữ đại gia uh, thậm chí lỡ người nam ăn ăn xin thì người nữ cũng là nữ ăn mày rồi cái này mới đặc biệt nè. Kiếp nào mà người nam á xuất gia, người nữ cũng xuất gia. Người nam chứng sơ thiền, người nữ cũng chứng sơ thiền. Người nam chứng lên tới phi tưởng phi phi tưởng, người nữ cũng chứng lên tới phi tưởng phi phi tưởng, tức là gì? Trong dòng sanh tử luân hồi á, người nam sanh ở đâu, người nữ sanh ở đó. Cái đó mới là yêu nhau. nha yeah. Đấy. cho nên thì nếu như mà mình muốn cùng giống nhau về giới hạnh thì người nam thì họ đã đi tu rồi thì mình ráng mình cũng đi tu luôn đi sống một đời sống xuất gia rồi vung bồi cái niềm tin và vung bồi cái tránh truy kiến trong đời này thì thôi chắc hết hy vọng rồi nha đời này tốt nhất là đừng có hy vọng nhưng mà đời sau thì biết đâu mình còn có cơ hội giúp đỡ nhau trong phần đi tu À, trong con đường tiến bộ chứ còn mà thương nhau rồi kéo nhau xuống các cảnh giới xa đọa đó thì không có nên không có nên đấy thì với làm cái nữa nè cái, cái cái người nghệ sĩ cái người nghệ sĩ họ có đôi khi nếu mà đó là một người ca sĩ thì họ chỉ có được cái tiếng hát thôi Nha. đừng có trông mong gì mà một người hát hay họ phải có một cái giới hạnh tốt đẹp Nha. họ phải chung thủy chung chuyên chung tình thì đừng có quá trông mong bởi vì mình trông mong có thể mình sẽ vỡ mộng đấy rồi một cái người à, diễn viên giỏi nổi tiếng thì họ chỉ giỏi ở cái chỗ diễn thôi họ nhập vai tốt điều đó không có nghĩa là cái đạo đức của họ cũng sẽ ổn à, rồi một vị tu sĩ thì cái chuyên môn của vị đó là cái gì là cái chuyện học pháp và hành pháp phải nói với quý vị đó là một vị tu sĩ vị đó đã lựa chọn cách rất là cực đoan đó là vị đó cắt đứt cái cơ hội hòa nhập với thế gian cho nên một vị tu sĩ mà hoàng tục á vị đó rất là khó trong cái chuyện mà uh, kiếm sống mà nếu như một người nam mà sống phụ thuộc vào người nữ thì sư tin là gia đình đó cũng khó hạnh phúc lắm nha uh, rồi đó là chưa kể mình nhìn một vị tỳ kheo bởi vì vị đó đang trong cái vai trò của một vị tỳ kheo vị đó phải diễn cho nó đúng với một vị tỳ kheo từ cách đi cách đứng cách ăn cách nói cách suy tư cách nói chuyện vị tỳ kheo đâu thể nào mà buông cái lời bông đùa buông cái lời tục tiểu nha bởi vì vị đó đang trong cái hình tướng một vị tỳ kheo thì cái hình tướng vị tỳ kheo bảo vệ chính vị đó gì có chắc là lột cái y đó ra rồi là vì đó vẫn còn tốt được như vậy nữa hay không không chắc nha không chắc nha à, thành thử thương nhau chỉ với nhau đi lên chứ còn mà thương nhau kéo nhau đi xuống thì nó nó buồn lắm ừ rồi à, thì ngày hôm nay tới đây thôi mai qua 12 rồi hả cũng hết bụng rồi à, nhưng mà đây là cái buổi gặp lại đầu tiên à, à, của sư đấy chú quý vị cho nên chúc cho quý vị năm mới có được cái khởi đầu mới có được những thiện sự mới có được những cái đức hạnh mới đương nhiên sẽ có được những cái quả hạnh phúc mới nhưng mà nhớ mới thì phải tốt chứ còn mới mà không tốt thì thà không có mới và mong cho quý vị có được những niềm vui mới, những hạnh phúc mới và những cái điều thiện mới, những cái tâm lành mới. Và xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, nhất là chư thiên, người xung quanh nơi đây, cũng như chư thiên, người xung quanh nơi ở của quý Phật tử. Mong cho quý vị thọ lãnh một cách tùy ý sau khi thọ lãnh rồi xin hãy mách bảo cho thân bằng quyến thuộc và những người hữu ơn của chúng tôi mong cho các vị đó cũng thọ lãnh phần phước này và được nhiều kết quả hạnh phúc đời này và đời sau quả cõi người quả cõi trời và nhất là quả niết bàn nguyện cấu tam bảo từ hàng đồ Nguyện thoát ba tai nước lửa binh Nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết Nguyện cho nhân loại sớm tu hành Nguyện dình tâm học giới định tuệ Nguyện đoạn tham sân si độc sanh Nguyện giải căn nhân sanh tử khổ Nguyện diệt tâm tham háo lợi danh Nguyện tu tinh tấn không giải đãi Nguyện sao đào quả sớm viên thành nam mô Namo Thầy Namo nam mô Tham Ma nam mô Sang Khai